các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi lên các bạn đó chính là mẫu quần đuổi Nhật nha các bạn. Đây là mẫu quần đuổi Nhật, ống rộng và là dạng quần dài. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Đối với dòng sản phẩm này thì có khá là nhiều bạn thích. Đây là cái chất liệu vải quần đuổi nên là nó khá mềm mại và nó rất là thoải mái. Các bạn cũng dễ mít đồ và vận động di chuyển thì rất là tiện các bạn ha. Đây là cái hình ảnh thật nè, các bạn có thể xem qua cái chất vải ha. Và thiết kế thì nhìn cũng giống như một cái form quần ống rộng bình thường thôi, nhưng mà đây là chất vải là vải đuổi nha, thiết kế kiểu Nhật nha các bạn. Các bạn có thể mua cho mình một cái form quần như thế này và mình có thể mix với những cái loại áo mình cảm thấy thích ha. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích được đánh giá 4.9 sao nha. Với 24.000 sản phẩm đã bán rồi, các bạn an tâm một phần nha. Sản phẩm đi kèm với một phần của chất lượng luôn. Giá đang giảm 50%, chỉ còn 65.000 một chiếc quần như thế này thôi. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè, đánh giá 5 sao. Có hai điều để nói về chiếc quần này. Thứ nhất là về chất, mỏng mát, chất đuổi không dày nên đừng hỏi là lộ hay không. Thứ hai là về dáng, ống suông rộng thùng thình mặc rất thoải mái, nhận hàng ưng quá luôn. Đó, chụp hình gửi về nè các bạn, rất là thực tế nha. Đây là mẫu quần đuổi nha các bạn, quá đẹp nhá mọi người. Rồi, quần đẹp chất mỏng nhưng không phải mỏng đến mức bị lộ, mặc mát, nhẹ, thoải mái, dễ chịu, nhìn đẹp lắm nhé. Thấy dẻ thế thôi chứ nó được gọi là nhức nách, đảm bảo hàng tuyệt vời. Với giá ai mua không được thì gọi là quá phí, yêu shop ghê. Đó, chụp hình gửi về nè các bạn. Nói chung là một chiếc quần đẹp như thế này mình đã sàng lọc trên khá là nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử rồi. Với giá cả rất là mềm và chất lượng sản phẩm được đánh giá rất là tốt. Shop thì cũng uy tín nên các bạn an tâm mua hàng các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.